Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh Lê Quý Bonsai nha. Hôm nay con cũng có lên một lô bonsai cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Củ đế quái nha nha cô chú anh chị. Đây. Thì con cũng quay sơ lược vòng cho cô chú anh chị xem nha. Rồi con bước vào giao lưu với cô chú anh chị luôn nha. Đó, những cây hôm nay con lên clip với cô chú anh chị. Rồi, mất thời gian thì con lên cây đầu tiên luôn nha cô chú anh chị. Thì con màn hình con chỉ có để một chỗ thôi nha cô chú anh chị. Để một chỗ vậy nè. Có gì cô chú anh chị cái nào mà không có thì nhắn qua Zalo cho con nha. Rồi, bước vào cây số 1 luôn. Cây lực lưỡng không nha cô chú anh chị. Lực lưỡng mà nay giá mềm xèo rồi cô chú anh chị. Còn là cây đẹp không nha, cây đẹp, cây này cây lộn xộn nha cô chú anh chị, nên coi hết clip nên nó có cây đẹp nhiều. Còn cỏ vị trí này là 24.5. Tổng chiều cao 60. Tổng hết chiều cao 60 nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao đế là 47 nha cô chú anh chị. Đây, cây mã số 1 đầu tiên, quá trời cái cũ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 1 con vô lưu 750 nha cô chú anh chị. Mã số 1 750 nha cô chú anh chị. Thì số điện thoại con 0939984842 á. Đây, đây. Thì con có để ghim chốt trái màn hình đó cô chú anh chị. Nói chung có cây rẻ, cây có cây thấp tiền, có cây cao tiền, tại con lấy lộn xộn hết đó cô chú anh chị. Nên đồng khi cái lên cây đầu tiên lên cây hơi cao rồi cây sau nó cũng có cây rẻ hơn nha. Hoành cổ cây này là cây mã số 2 nha, hoành cổ 21.5. Tổng chiều cao đế là 44. Tổng hết chiều cao là 56 nha cô chú anh chị. Đó, cái mã số 2 này con vô luôn cô chú anh chị, mình chỉ có 500 thôi. 500 con bao ship nha cô chú anh chị. Cây khá là lực lưỡng nha cô chú anh chị. 500. Mã số 2. Rồi tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Cây này cây xúc cây bay nha cô chú anh chị. Bay với dáng mà nó ngã cũng rất là đẹp lắm. Quanh cổ vị trí này là 19 nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao là 68. Tổng chiều cao đế là 46. Đó, nó cũng có thế rất là đẹp. Có cái co lắc chỗ này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, cái này là vô tay cạnh hết trơn luôn á. Thì cái này con vô luôn cô chú anh chị, mình giá 700 nha cô chú anh chị. 700 nha, mã số 3. Tiếp mã số 4. Cũng có thấy là dáng cũng rất là bay 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 nha. Vì mình sửa thế lại con để vậy thôi chứ gì mình sửa lại nha cô chú anh chị. Mình cổ là 18.5. Tổng chiều dài của cây con đo như vậy là 64 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 4 này con vô luôn cô chú anh chị, mình chỉ có 450 thôi. 450 nha cô chú anh chị, bao ship nha. Tiếp về mã số 5, cây này lực lưỡng lắm nha cô chú anh chị. Bỏ lỡ cây này là uổng lắm nha. Cây này nó có cái thế cũng rất là đẹp. Quỳnh cổ là 22. Tổng chiều cao là 65. Tổng chiều cao đế là 50. Rồi cây mã số 5 này con vô luôn cô chú anh chị, mình 900 nha cô chú anh chị. 900 con bao ship nha cô chú anh chị. Thì con ở ấp Khánh Nhân, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Tiếp cái mã tới mã số 6 nha cô chú anh chị. Hoành cổ là 22. Tổng chiều cao là 64. Tổng chiều cao đế là 48. Và mã số 6 này con vô luôn cô chú anh chị, mình giá chỉ có 700 thôi. Cây này cũng khá là đẹp nha, nên cô chú anh chị xem cây này nó chốt cây chốt thẳng nha cô chú anh chị, để khách người ta chốt hết ủ lắm nha. Thì mình coi mình lương lượng đi chứ, cây nào mình ưng thì mình chốt đi, để lại quay lại khách, người ta nhiều khách đó, thì cũng ta chốt á, mắt cây đẹp thì cô chú uổng á. Thì cây này nó có bị chạy hơi sức trong này chút xíu nha cô chú anh chị. Rồi mã số 6 này giá là 700 nha cô chú anh chị.
Rồi cái này thì nó có hơi đổ treo nha cô chú anh chị. Treo treo nè. Để con quay qua đây đây, nguyên màn hình nó có rõ hay không đó, nó treo gì đó. Quanh cổ vị trí này là 25. Tổng chiều dài của cái đế là 64 đến 65 nha cô chú anh chị. Đó. Có cái thế đổ treo cũng khá là đẹp nha, lực lưỡng cây lực lưỡng lắm nha. Đó. Thì cái mã số 7 này cũng vô luôn cô chú anh chị, mình 1 triệu nha cô chú anh chị. Cây khá lực lực nó lưỡng nhưng mà nặng lắm nha cô chú anh chị. 1 triệu, mã số 7. Tiếp cái mã số 8 nha cô chú anh chị. Hoành cổ là 24. Tổng chiều cao là 62. Tổng chiều cao đế là 45. Đó, khá là lực lượng mã số 8. Mã số 8 là con vô luôn cô chú anh chị mình giá 800 nha cô chú anh chị. Cây khá là to nha, cái cây nó có giá trị là do cái rễ này nó to nha cô chú anh chị. Nhầm cây mà rễ nhỏ nó bù xù xuống cũng như không rồi nha. Tùy theo cái thế cây nữa. Làm khi kêu giá cao khu chân vậy nó sao cao quá đó vậy đó, đúng như nhiều nguyên nhân nó cây nó cao. Quỳnh cổ cây này là 17.5, tổng chiều cao là 64, tổng chiều cao đế của nó là 51. Đó, cây này khá là lực lưỡng nha cô chú anh chị, khá là đẹp luôn nha, dáng thế rồi nó quái, nó con rất là nghệ thuật, bonsai tay cầm đóng cũng đầy đủ nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 9 này con vô luôn cô chú anh chị mình 1 triệu thôi nha, 1 triệu con bao ship nha. Cây này nó đẹp. Mã số 10 đâu? 10 đâu em? Được cái khác đây, được cái khác đây. Đây. Rồi tên mã số 10 nha cô chú anh chị. Hoành cổ 21. Tổng chiều cao là 66. Tổng chiều cao đế là 46 nha cô chú anh chị. Cái này cũng đế cũng khá là lực lưỡng, cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 10 này con vô luôn cô chú anh chị mình là giá 800 nha cô chú anh chị. 800 con bao ship nha cô chú anh chị. Rồi. Đi ha, rẽ nó móng tay người ta trời. Rồi mã tới mã 11 nha cô chú anh chị. Trời cây nó đẹp nè. Hết biết cái đẹp của chú anh chị ơi. Tuy nó có hai rễ thôi nhưng mà đường thân nó co lắc khá là đẹp luôn. Hoành cổ là 17 luôn. Tổng chiều dài cao con đo như vậy nha. Là 70. Tổng chiều cao đế của nó là 49.50 nha cô chú anh chị. Đó, dáng thế cũng rất là đẹp. Rồi cây mã 11 này con vô luôn cô chú anh chị mình là giá là 900 nha cô chú anh chị. 900k con bao ship nha. Có hai gửi thôi nhưng mà nó lắc lượng rất là đẹp, 900 con bao ship mã 11. Cái này cũng có thấy con bay nha cô chú chị, nó bay như gì nha. Đó, nữa mình về mình giặt lại mình làm lại. Con thì con để gì con đo đi. Thì về cô chú chị mình sửa thế này lại giùm con. Quỳnh cổ vị trí này là 24 nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao con đo như gì nha. Con đo như gì, con đo chiều dài cũ cho cô chú anh chị xem. 57, chiều cao từ vị trí này đi hẳn xuống là 57. Còn tổng chiều dài cũ đo như vậy á thì 67 nha cô chú anh chị. Đó. Cây này vô trắng bay cũng thấy cũng rất là đẹp. Đáng ra thế nó cũng dầm gì nè cô chú anh chị ơi. Đó, nó hơi bẻ đầu vậy nha. Rồi cây mã 12 này con vô luôn với giá là 950 nha cô chú anh chị. Đó, khá là đẹp. Quỳnh cổ cây này là 16.5 cái gì? 16.5.
Tổng chiều dài đo vậy là 53. Tổng chiều cao đế là 44. Đó, khá là lực lưỡng của chú anh chị ơi. Rồi mã 13 này còn vô lưu với giá 500 nha cô chú anh chị. Cái này cũng có cái tướng thế, cái tướng kiển này cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. 500. Rồi cái đổ luôn. Đổ cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị, lắc lượng nha. Cái này là khá là ok nha cô chú anh chị. Đó. Để con đổi gì con đo luôn. Chuẩn đổ luôn nha cô chú anh chị. Quanh cổ là 19 đi. Tổng chiều dài cái cũ đi cô chú anh chị ơi. Nó dễ để cái đó kia nó không có cao nhiêu chứ. Dài cũ con đo như vậy là nó 65 nha cô chú anh chị. Đây, thế đổ dữ lắm, nó đổ đẹp luôn. Đẹp từ gốc tới ngọn luôn. Rồi, giá mã số 14 này còn vô luôn với giá là 700 nha cô chú anh chị. Cây nặng lắm cô chú anh chị ơi. Đó, thế nữa nè. Đó. Lực lưỡng cô chú anh chị ơi. Cái này làm bonsai là hết ý luôn. Để con sửa thế là đo mới được, quá trời nặng. Rồi quanh cổ cái này là 23. Có cái đường cong chỗ này cũng khá là viên nha cô chú anh chị. Đường cong chỗ cây đó khá là viên luôn. Tổng chiều dài con đo như vậy đó là 71 nha cô chú anh chị. Nếu đo ra nữa là có 80 mấy nha cô chú anh chị. À. Rồi mã số 15 là con vô lưu cô chú anh chị mình là giá là 1,3 triệu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ưng cây nào cứ gọi trực tiếp cho con đi, chốt cây đó nha, để mắc hết cây đẹp ổn lắm nha cô chú anh chị. Còn là cây đẹp đẹp không à, mã 13. Ô mã 15 nha cô chú anh chị. Giá 1,3 triệu nha, mã 15. Cái này nó quái sao đâu á ta. Quái lạ như gầm vậy đó. Gắn à. Đó, đúng thế là vậy đó cô chú anh chị. Vợ chồng thế nó là gì là ok nè. Rồi hoành thang vị trí này là 19 nha cô chú anh chị. Con đo chỗ nhỏ thôi mà, chứ không đo chỗ lớn đâu. Cô chú anh chị cứ yên tâm đi, con chứ không phải. Nào ra đó. Tổng chiều cao là 60, tổng chiều dài của đế là 68 nha cô chú anh chị. Nếu dài nữa là cỡ 7 mấy nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 16 này con vô luôn cô chú anh chị mình giá là 800 nha cô chú anh chị. Cây khá là lực lưỡng nha, khá là đẹp. 800 nha. Rồi cây mã số 17 luôn. Khá là phì nu nè cô chú anh chị. Nu nó nu ra chỗ này một cái là thôi. Hết sảy. Quanh cổ vị trí nhỏ nhất chỗ này là 23.5. Tổng chiều cao là 59-60 nha cô chú anh chị. Cây này cũng khá là viên nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao đế luôn. Cao đế là 44 luôn. Cao đế từ vị trí này nha cô chú anh chị. Chứ không đo trên đây nha. Đáng ra cao đế đo trên đây là nó dài dữ lắm luôn nha. Đó. Cái này chỗ này là nó có một cái đường thang co lắc chỗ này nè. Chỉ có một cộng một thôi. Xuống đây mới chia ra hai cộng. Nó co lắc từ vị trí này nè cô chú anh chị. Nó vòng qua đây nè. Đó. Nó mới ra đây mới được hai cộng đi xuống. Có hai cộng rễ thôi đi xuống là khá là đẹp nha. Mã 17 này con vô lưu với giá là 1,3 triệu nha cô chú anh chị. Cộng rễ hơi thì to nha cô chú anh chị. Đó. Ghế nè. Hết bị bự luôn. Mã 17 1,3 triệu nha cô chú anh chị. Quanh cổ cái này là 17 nha cô chú anh chị. Tổng chiều dài là 58 nha cô chú anh chị. Đó, cũng một rễ cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây này con vô lưu cô chú anh chị mình giá là 800 thôi cô chú anh chị ơi. 800 nha. Mã 18 giá 800 nha cô chú anh chị. Này sữa này là cái 800 thôi. Mã 18 800 nha cô chú anh chị.
tới mã 19. Quanh cổ là qua 18 chút nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao ông đo như vậy là 51. Tổng chiều dài đế chắc cũng 51, 52 đó cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã 19 này con giao lưu cô chú anh chị mình giá là 450 nha cô chú anh chị. 450 nha, cây nè. Dạ sạch bon à, 450 mã 19. Rồi tới mã 20. Cái này cũng khá là duyên nha cô chú anh chị. Đặt lên chậu hết chịch luôn rồi. Mà có cái đầu nó bạch tuộc thôi. Đầu bạch tuộc. Về cô chú anh chị cứ tài nha. Con thì con để gì gì cô chú anh chị thấy nhắn nào được thì cô chú anh chị để lại, hoặc nắng được thì cắt. Mình cổ dưới này là 23. Tổng chiều cao đế con đo như vậy là 47. Tổng hết chiều cao là 65. Đó. Khá là đẹp luôn. Rồi mã 20 này con vô luôn cô chú anh chị mình giá là 700 nha cô chú anh chị. 700 thôi. Lực lưỡng luôn. Giá duyên, có duyên, cây này có duyên lắm luôn. Rồi đổ treo luôn của chú anh chị ơi, đổ kiểu treo 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 nha, cũng khá là đẹp nha, dài hòn nha, dài nè. Có một cây giống gì nữa nha cô chú anh chị, để lên lụm cây giống gì nữa kìa, đó đây. Nó lên cho chẳng chẳng cặp coi coi, chị có chốt chốt cặp. Tổng chiều dài 65. Tổng chiều dài là đế 65 nha, từ vị trí này nha cô chú anh chị. Xuống dưới góc là 65 nha, tổng chiều dài hơn xuống kia chắc cỡ 2 tấc nữa đó. Đó. Rồi con giao lưu mã 21 này con giao lưu với giá là 650 nha cô chú anh chị. Giá rất là mềm luôn, 650 à. Có cái thương thế cũng rất là đẹp. Rồi. Rồi tới mã 22. Con còn cây giống giống vậy đó nha, chuẩn bị lên luôn. Cô chú anh chị xem có chốt chốt cặp giúp con nha. Cặp cho nó chơi cho nó đẹp. Quanh cổ là 15. Tổng chiều dài của nó là 66 đi. Đó, mã 22. Mã 22 này còn vô lưu cô chú anh chị mình giá là 400 nha cô chú anh chị. 400 mà. Bao ship tổng quát cho cô chú anh chị luôn. Đây. Đây, thêm cây giống giống cây vừa rồi nè cô chú anh chị. Đó. Nó cặp luôn á. Khá là duyên. Quanh cổ cái này là 16 nha cô chú anh chị. Tổng chiều dài của cây là 69 gần 70 nha cô chú anh chị. Đó, cây này con giao lưu mã 23 này con giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ có 550 à. 550 nha cô chú anh chị. Khá là duyên luôn nè, vậy chậm gì nè, duyên đẹp. Nhìn nó đơn giản. Mã 23 550. Rồi tới mã 24. Cái này tại con gỡ nó cứng quá, gỡ nó nhẹ quá thì về cô chú anh chị xử lý giúp con nha, có chốt thì về xử lý giúp con. Tại không có xịt nước đó cô chú anh chị. Quanh cổ là 22.5. Tổng chiều cao là 60. Tổng chiều cao đế 50. Đó. Cái mã 24 này cũng khắc rất là to nha cô chú anh chị. To dữ lắm, to nha. Rồi mã 24 này con vô luôn cô chú anh chị mình là với giá là 950 nha cô chú anh chị ơi. 950 nha. Rồi tới mã 25. Cũng có thế bài cũng rất là đẹp. Quanh cổ vị trí này là con đo là 20 đi, 20 mấy luôn á. 20 thôi. Tổng chiều dài con đo gì là 60. Tổng chiều dài của cái cũ là 60 luôn. Tại nãy con đo từ vị trí này nè, đi thẳng ở đây thì nó 60, mà đo vòng ở đây thì nó cũng 60. Tại nó có cái đường thân nó dài á. Thì cái mã 25 này con vô luôn cô chú anh chị mình cũng giá là 650k nha cô chú anh chị, 650 nha. Rồi. Rồi. Trời ơi, con này con gì không biết luôn. Nó dài hòn. Mã 26. Nó dài hòn mà nó xe nha, nó vắng nha cô chú nha. Nó vắng đây nè, vắng vòng qua đây nè. Đó.
Rồi mảnh cổ là 19. Tổng chiều dài của nó là 70. Đó. Thì mã 26 này còn vô lưu của chú anh chị mà. Giá chỉ có 500k thôi. 500 thôi cô chú anh chị ơi. Khá là duyên nha. Có bị chạy chỗ này chút xíu nha cô chú anh chị. Đó. Giao cô lưu cô chú anh chị mình giá 500 thôi. Mã 26 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp mã 27. Cái này cũng khá là to cô chú anh chị. To dữ lắm, to nha. Hoành cổ là 27.5. Tổng chiều dài của nó, tổng chiều cao của nó là 74. Tổng chiều cao đế là 56 nha cô chú anh chị. Đó, khá là duyên luôn. Mã số 27 là con vô lưu cô chú anh chị mình giá 1.400.000 nha. Cây này là con bao rẻ cho cô chú anh chị luôn, giá chỉ có 1.400.000 thôi. Khủng khiếp cái. 1.400.000 nha cô chú anh chị, mã 27. Cây nặng một cái vậy luôn á. Rồi tiếp mã 28 nha cô chú anh chị. Hoành cổ là 23. Tổng chiều cao là 67. Tổng chiều cao đế đo như vậy là 46. Rồi mã 28 là con vô lưu cũng 1.400.000 nha cô chú anh chị. Giá mềm luôn. Hai mấy cây cuối này giao lưu cô chú anh chị mình 1.400.000 luôn, mềm. Cũ cục nè. Hai tay ôm bóng giáp này nha cô chú anh chị. Nhìn nó lực lưỡng lắm nha. Rồi mã 28 này giao lưu cô chú anh chị mình 1.400.000. Tới mã 29. Cây rồi hoành cổ cây này là 28 nha cô chú anh chị. Tổng chiều dài cũng đo như vậy là 75. Tổng chiều dài của cái đế là 65. Đó. Mã 29 là bự nhất trong bầy nha cô chú anh chị. Đó, rồi mã 29 này còn vô lưu với giá là 1.600.000 cũng là mã cuối clip ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị xem kênh nhớ cho con xin một lượt đăng ký kênh nha, để có thông báo qua cô chú anh chị lần video tiếp theo á. Rồi mã 29 này con vô lưu 1.600.000 nha cô chú anh chị. Rồi chúc cô chú anh chị xem kênh vui vẻ, đừng quên cho con xin được đăng ký ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại ạ.